quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 4 tháng 9 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.